với bước kinh doanh trực tuyến EQIC tại Quân Up. Chúng ta hãy chưa đôi ở phía sau ạ.
quyền quý hồng thành phố Tân Cao, quyền quý hồng thành phố Tân Cao. Tiến trụ chiến ở cầu đầu bãi đà, tiến ở trụ quyền tỷ ơi đông tròn tròn, khoan ngọc tiền nam tròn tròn, quyền tỷ hoa đông tròn tròn, quyền việt xuân đông tròn. Tiến cúi đầu lại tà quân nhân diệt thọn, quyền văn ngủ nam tròn tròn, quyền văn giang đông tròn tròn, quyền việt thất đông tròn tròn, đằng phúc thành chờ mò tròn. Cùi đầu lại tà hương duyên thì màn lễ vật chỉ chú đại diện các tín chủ nguyện thì ăn yên thủ nhóm trương văn đương các em, chúng ta đứng vào vị trí ban đầu, chúng ta sắp xếp hương duyên gì mà lễ vật là gì, chú đại diện các tín đồ các gia đình xin các em một hai mươi bốn giờ tới một hai mươi bốn giờ này tín nơi chủ nguyện xuân ân nguyên phù xóm sau đây chúng ta về quay tin sau bất hiểu họ ca xóm văn tỳ hoàng nam thường xóm nguyện văn hồi đông thôn xóm nguyện khắc tây đông lê đình dương thôn thành hùng thành và cán bộ nhân dân xã Hồng Thành, Trần Văn Thành, Trần Văn Bình, Thọ Ta Xóm, cúi đầu lại tạ. Nguyễn Đạt Khối đi vào vị trí ban đầu, Lưu Đức Quảng, Thọ Ca, Lưu Tiêu chúng ta đi ở bên phải, Thanh ở bên phải, Thọ Ca, Lưu Đạt Khối chúng ta đi vào bên phải, Thọ Ca. Sau đây chúng ta sẽ tàn sang, hai bên. Hương nhiên thì màn lề vật thì chỗ đại diện tự chủ mai thì hương chờ mò đằng phúc thôi yên cầu chọn lễ tình dùng tâm thân người sĩ tu tạm dừng lại quan trình để cho kiều mù đều là khoan lọc tài yên thủ mai nguy lĩ yên thủ quan trên cùng đầu này tạ để phân như vậy chủ đi thôi yên kiều yên kiều thì màn lề vật thì chỗ đại diện tự chủ người sĩ hoàng yên thủ lễ tình quan yên thủ thành bất cầu có đông hoàng người sĩ địch nguyên thủ, nguyên công tư, có mười hai thành, cao đình tạm đề đại ứng trọng, nguyên viết đường, công văn, nguyên bồi bộ là chiến thủ, phan ngọc hoàng, chiến thủ, mai huy hậu, họ tà, con chiến thủ, thủ đại tà. Chúng ta chiến trị và đề đập vị trí đại nhân chính chủ, nguyên công hà, đông quân trọng, nguyên viết đông, nam trường trọng, hà văn thắng, nam trường trọng, quyền giới quan đông quan trọng tầng thì lễ lên thổ trọng công viên thì mà lệ là chỉ có về đứng lên đó về tình yêu đi sang đây viên thổ trọng đứng lên đây tình yêu đứng đây tầng thổ trọng và đứng lên rồi chờ hòa trọng tầng lĩnh bảo năm thổ trọng thì đông quốc thổ hồng viên thổ trọng đây đã đứng như một điều đứng lên đó. Kính mời bà con già cũng vượt qua vào địa điểm để nhận được bà con chúng ta được gặp đến bà con nhân dân phía sau chúng ta căn trương đi vào khu vực ập tết. Đi của các em chúng ta đi lên chỗ ông giám đây. Xin mời các quý vị đại biểu chúng ta ngồi xuống.
cho đây. Xin mời các cụ trong ban hành lễ làm thủ tục về đưa các vị thần vào trong khu vực đình. Xin mời ạ. Đây thì các đưa các hội chúng ta về với vị trí. Đúng rồi, Tân Kiều. Làm thủ tục cho chúng ta được cái được thân vào trong khu vực đình mới. Chào các chú. Quý thầy. Đó, chú Quang. Mẹ quay một cho em con trung bình ạ. Rồi đi an ninh đất được thì mới quan trọng đó. Cảm ơn chú Quang đồng chủ người đồng chí. Chúng tôi chủ đoán nhân dân xã trưởng ban chủ đạo về lớn. Rồi không cần nữa, quan trọng thôi. Thank you. Đứng kêu vội chứ. Đi liêu thì tí nó phải hạt mai đó. Đảng ủy Trà Hồng Thành kính nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo địa phương, xin đồng giới thiệu bà con xã nhà đã hoàn thành được một công việc rất là to lớn, đó là trùng tu được một số hạng mục chính của khu di tích lịch sử Đình Mọ. Kính thưa tất cả các quý vị đại.
Quê hương đất nước mặt trận tổ quốc hội.